Thanh đạm Indo, dòng hoa chuẩn Tết luôn đấy ạ. Siêu to, siêu đẹp luôn nhá. Hiện tại bây giờ thì thanh đạm nó đang có nụ rồi mọi người ơi. Đây, khi mà các bác nhận hàng nhá, các bác để ý cho em này. Những cái gai gai nhọn nhọn màu nâu này, nó là nụ cả nhà nhá. Và cứ mỗi một cái dã hành này thì nó sẽ cho hai nụ. Nên là cái dòng này nó cực kỳ là dày hoa. Hoa siêu thơm. Đây em cho mọi người xem mặt hoa của nó này. Đẹp chưa? Đây các bác mà thích chơi cái bụi hoa nó dày như thế này nhá, thì mình ghép cho em từ 2 đến 3 giò. Đó. Cái giá cho một giò thanh đạm này là 320.000. 320.000 một giò là chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Các bác lấy một giò thì phí vận chuyển là 30.000. Và khi mà các bác lấy từ 2 giò thanh đạm trở lên em sẽ bao ship cho mọi người. Đây này, nụ này. Nhiều nụ lắm rồi luôn. À đây ạ. Lưu ý với các bác này, những cái phần nâu nâu này là không phải là cây nó bị thối hay làm sao nhá, nó là cái vỏ thôi ạ, nó là cái vỏ thôi. Đấy. Mấy nữa nó sẽ tự rụng nhá. Và cái phần lá của nó thì khi mà các bác nhận hàng ấy ạ, mọi người hay thường thắc mắc em là làm sao lá nó bị hỏng. Thì đây là cái lá nó bị cháy nhá. Nó bị cháy lá. Thì rất là mong các bác thông cảm cho nhà em. Cái này cháy này là không tránh khỏi. Nó này là nó từ cái lúc ở bên nhà vườn, ở bên Thái nó đã bị như vậy rồi nhá. Chứ còn cái cây này, cái lá như vậy là không phải là lá bị thối đâu nhá. Đó, và cái dòng thanh đạm này thì nó không ưa nước, cho nên là lưu ý với các bác là một tuần mọi người chỉ tưới khoảng tầm 2 đến 3 lần thôi. Và mình chỉ tưới phun sương thôi nhá, chứ đừng tưới đẫm quá ở phần gốc này. Vì là đối với những cái dòng mà cái dã hành nó to, củ nó dày mình như này này, thì cái độ trữ nước của nó rất là lớn. Cho nên mọi người không cần phải tưới nhiều. Tưới nhiều nó sẽ đọng nước, ọng nước ở cái phần rễ, nó sẽ thối hết cây nhá. Đây này, đẹp lắm. Một bụi này nó mấy chục cái dã hành cơ. Này, tròn trậu đẹp chưa các bác? Xanh ngắt luôn nhá. Đó. Đây mọi người ơi. Hiện tại bây giờ là ôi dồi ôi, nó nặng quá, nó đổ, nó không cân đấy ạ. Hiện tại bây giờ là thanh đạm nó lên song song cả mầm lẫn nụ nhá. Này mọi người nhìn to chưa này. Có 320 thôi. Nên các bác đừng so sánh với lại cái hàng mà nó hơn 200.000 mà một chậu nó được lèo tèo được khoảng 7-8 cái dã hành nhá. Đây một chậu của nhà em này, mấy chục cái dã hành cơ đây. Các bác nhìn luôn này, nhiều lắm luôn đấy ạ, đếm không xuể luôn. Còn đây nó là cái dòng Vanda mẫu tử của nhà em ạ. Em có hai kiểu dáng cây này. Thứ nhất là dáng cây cao thì nó sẽ có một mẹ và một con. Kiểu dáng thứ hai nó là một bụi nhá, một mẹ và nhiều con. Đó, rất là đẹp luôn. Và cái dòng Vanda này thì em sẽ đi theo combo, một combo hai chậu có giá là 300.000. Trong trường hợp các bác mua gộp đơn nhá, mọi người lưu ý cho em này, mọi người mua gộp đơn nghĩa là các bác mua một cái mặt hàng bất kỳ rồi các bác muốn gộp một cây Vanda để sưu tầm thì giá của nó là 170.000 nhá. Còn không là em bán một combo hai chậu với giá là 300.000. Và em không bán lẻ mọi người nhé. Phí ship đồng giá là 30.000 một thùng hàng. Thùng to, thùng nhỏ ship đồng giá như nhau. Đây em sẽ lấy cho mọi người xem một số mặt hoa của nó này. Đầu tiên là màu hồng nhá. Màu hồng này nó là màu dạng màu hồng da báo ấy ạ. Màu hồng da báo một này. Màu tím này. Tím này là tím Huế. Rất là đẹp luôn. Màu hồng này. Đỏ hồng nhá. Đây là màu đỏ hồng các bác nhá. Thêm một cái màu nữa là màu xanh blue. Đây. Nó có tất cả là 4 màu ạ. Hàng hiện tại bây giờ là nó đang sưng nụ cả nhà nhá. Cái dòng Vanda này thì nó ra hoa quanh năm. Một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa cơ, cho nên các bác yên tâm. Và Vanda này thì bông cực kỳ to, hoa rất là bền. Đây này mọi người nhìn cho em này. Cái này nó là hàng dễ gió, cho nên là mọi người về cứ để nguyên như này treo lên thôi. Không cần phải cho giá thẻ gì vào cái phần gốc của nó đâu nhá. Em chỉ lưu ý với các bác một xíu là cái lá Vanda này thì nó là cái dòng lá giòn, cho nên là vận chuyển nó không tránh được nó hơi bị nứt lá một chút, hoặc là nó bị đây này rách rách một chút lá như thế này nhá. Thì cái này thì rất là mong các bác thông cảm cho nhà vườn ạ.
Nó không đến nỗi đâu, cái này là lỗi không đáng kể. Lỗi không đáng kể nhá. Gọi là thi thoảng thôi ạ. Chứ còn để mà mướt mát đẹp 100% thì cái dòng Vanda này không có đâu nhá. Hôm nay em về được hai cái mặt hoa này, yêu cực kỳ luôn các bác nhá. Hồng ngọc mát xước và thiên long trầm ạ. Đây mọi người ơi, đây là mặt bông của thiên long trầm này. Cái dòng này thì bông của nó là bông to đại, cực kỳ to luôn. Mắt nó như mắt trâu luôn nhá. Thơm, trầm thì cái dòng trầm nào nó cũng thơm rồi ạ. Đặc biệt là nó cực kỳ là bền hoa nhá. Đây còn mặt bông của cái hồng ngọc mát xước đấy ạ. Các bác nhìn nó nét chưa? Cái môi của nó còn tua 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 nhá. Hai cái màu bông này thì màu chủ đạo của nó là màu tím nhá, chủ đạo là màu tím. Nó sẽ hơi pha một chút màu đỏ của mắt và một chút màu trắng của cái lưỡi nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một combo 3 chậu với giá là 250.000. Và cái giá này là giá em bao ship cho mọi người rồi nhá. Nên là trong một cái combo đấy các bác muốn lấy cái dòng nào thì khi mà đặt hàng thì bác nói rõ cho em nhá. Đây là cái dòng trầm này, thiên long trầm nhá, thì thân nó sẽ nù và nó ngắn. Còn cái hồng ngọc mắt xước này, để cho các bác phân biệt hai loại luôn nhá. Hồng ngọc mắt xước này thì thân nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ dài hơn một chút nhá. Và cả hai cái dòng này thì hiện tại bây giờ là phần lớn là nó đã thắt ngọn rồi, cho nên là thời điểm này về các bác cắt nước cho em để mình chơi hoa kịp Tết nhá. Đây này các bác nhìn cho em này, nó đang bắt đầu nó xuất hiện cái tình trạng xuống lá để chờ hoa rồi nhá. Đó, một chậu như thế này thì nó cứ trung bình nó được tầm 3-4 thân một chậu cả nhà nhá. Hàng nhà em ở những cái chậu này là nhà em trồng dớn, cho nên là về bây giờ thì các bác gia cố lại cho em cái phần gốc nhá. Mọi người trồng bằng dớn vụn hoặc là vỏ thông vụn đều được ạ. Đẹp lắm, hàng đẹp lắm. Đây này các bác nhìn này, thắt ngọn rồi này. Trầm này thì gần như là thắt ngọn hết rồi, còn cái hồng ngọc thì vẫn còn một số ngọn, nó là cái phần mầm gốc nó đang lên ấy ạ. Những cái thân dài dài thì cũng thắt ngọn gần như là hết rồi này. Thân trầm này đẹp chưa, ôi mê ly luôn. 250.000 một combo 3 chậu em bao ship nhá. Đây là trong cái combo 3 chậu đấy, các bác muốn lấy cái loại nào thì lấy ạ. Trầm giống đỏ, hàng hoa chuẩn Tết của nhà em vừa cập bến rồi đây ạ. Hàng chuẩn đẹp luôn các bác nhá, 100% thân tơ tít này. Đây mọi người ơi, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Cái dòng trầm này thì hoa của nó siêu thơm rồi ạ. Hoa thơm nhá, mà cực kỳ bền, dày hoa. Đây mọi người nhìn cho em này, đẹp lắm, màu này là màu tím đỏ, rực rỡ luôn ạ. Cái dòng này thì các bác có thể treo cũng được, mà mọi người để bàn trà cũng được nhá. Vì là hôm nay em về cái lô trầm này này, thân nó vừa phải, thân nó cao vừa phải, nó không quá cao nhá, cho nên mọi người để bàn trà được. Đây, trung bình một chậu này thì nó cứ dao động khoảng tầm 3-4 thân. Chiều dài của một thân thì nó dao động từ 40cm đổ lên nhá. Những cái chậu nào được 4 thân như thế này này thì là thân nó sẽ hơi ngắn một chút, còn những cái chậu nào mà được 3 thân ấy, thì thân nó sẽ dài. Đây mọi người nhìn cho em này, so sánh luôn nhá. Và giá cho một chậu này là 130.000. Các bác mua combo 2 chậu em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Còn mọi người lấy một chậu thì vui lòng kèm cho em 30.000 tiền ship ạ. Đây các bác có nhìn thấy không ạ? Chênh lệch nhau rõ luôn nhá. Để tránh tình trạng là các bác lại bảo là em nói là trên video được 4 ngọn mà sao lại giao có 3 ngọn là như thế nào nhá. Đây mọi người có thể so sánh luôn này. Cái chậu 4 ngọn này, thân nó sẽ ngắn hơn cái chậu 3 ngọn. Đó. Thế nhưng mà toàn bộ 3 ngọn hay 4 ngọn thì 100% nó sẽ ra hoa chuẩn Tết năm nay cho các bác chơi nhá. Này, em xin lưu ý lại các bác một xíu này. Là như mọi người nhìn thấy nhá, vàng lá này, thi thoảng sẽ có một vài cái lá nó vàng là không phải vàng bệnh nhá. Những cái dòng trầm này thì bao giờ nó sẽ phải vàng lá, nó xuống hết lá thì nó mới ra hoa được. Khi nào mà các bác nhìn cho em cái thân này này, nó như một cái thân cây khô ấy ạ, nó không còn tí lá nào nữa thì bắt đầu hoa nó mới nảy ra nhá. À thêm một cái lưu ý nho nhỏ nữa ạ.
Mọi người để ý cho em phần gốc này. Nhà em bao giờ nhà em cũng sẽ phải bịt giấy báo và dính băng dính vào đây để cho nó không bị đổ giá thẻ ra ấy ạ. Khi mà các bác nhận hàng thì mọi người giúp em, mọi người lấy cho em cái kéo các bác cắt ra nhá, chứ các bác đừng có cầm băng dính các bác giật cả cụm lên là nó sẽ lôi hết cả gốc cả rễ ra nhá. Đó, đây này. Đẹp lắm mọi người ơi. Hàng trầm rồng đỏ chuẩn xịn. Hoa thơm nức nở luôn nhá. Thân lá đẹp luôn này. Hồ điệp phân nhánh, hàng hoa đài các bác nhá. Này, cái dòng này nó là dòng hồ điệp khủng long. Lá mướt mát đẹp luôn. Trung bình một chậu như thế này thì nó cứ dao động khoảng tầm 2 đến 3 vòi hoa. Đẹp lắm mọi người. Cây to lắm. Cái hồ điệp này là hồ điệp Tết mà các bác cứ mua rẻ nhất là nó sẽ rơi vào tầm 180.000 một ngồng. Có những nơi nó sẽ bán là 220.000 một ngồng nhá. Bây giờ các bác mua tính ra là có mấy chục nghìn thôi. Mấy chục nghìn một chậu ấy ạ. Chậu được 2-3 ngồng nhá. Đây, ở đây em có một số mặt hoa này. Màu đỏ này. Đây là màu đỏ tím ạ. Tím đỏ. Màu xanh này. Màu này lạ cực kỳ luôn. Màu trắng. Trắng sang trọng nhá. Màu tím, tím này là tím chuồn chuồn. Và thêm một cái màu nữa đây. Màu đỏ của nó đây ạ, màu đỏ này. Đỏ chót luôn nhá. Em còn một màu nữa. Nó là cái màu chớp. Màu chớp, màu hồng chớp đây này. Đẹp cực, hồng rực, đẹp dã man. Bông to nhá, bông sai to đại luôn ạ. Em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 4 chậu hồ điệp như thế này với giá là 300.000 các bác nhá. 4 chậu ạ, 4 chậu 300.000. Các bác lấy từ 2 combo trở lên thì em sẽ bao ship cho mọi người. Đối với cái dòng hồ điệp về cái phần lá này thì lưu ý với các bác một chút xíu ạ. Là lá của nó ạ, thi thoảng là nó sẽ hơi bị... Đây, hơi bị nứt nứt lá một chút xíu như thế này nhá. Hơi bị nứt nứt, cái này là do cái lối vận chuyển. Đây, hoặc là như thế này này. Thì cũng rất là mong các bác thông cảm nhá. Chứ còn lá thì nó gọi là thi thoảng mới có một vài lá nó bị như vậy thôi, chứ không phải là lá nào cũng bị ạ. Đây, tầm này các bác mua này, về ghép một chậu như thế này này, là để mình chơi Tết luôn nhá. Vì là cái dòng hồ điệp này nó ra hoa quanh năm. Cứ vài tháng một đợt, vài tháng một đợt. Và mỗi một đợt hoa nó sẽ kéo dài tầm 2 đến 3 tháng nhá. Các bác nào mình chơi hồ điệp là mình biết rồi ạ. Đây, em ghép thử lên cho các bác. Đây là cái chậu này của nhà em, là chậu 2 combo nhá. Chậu 2 combo. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Mấy nụ hoa nó ra. Ui giời, xuất sắc luôn. Đó, 300.000 một combo 4 chậu. Các bác lấy từ 2 combo tương đương 8 chậu. Em sẽ bao ship cho mọi người nhá. Đai châu Thái hoa Tết của nhà em hôm nay về hàng đây ạ. Dàn người mẫu chân dài, cây cực kỳ đẹp luôn nhá. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 3 cây đai châu như thế này. Có giá là 250.000 một combo 3 cây nhá. Và cái giá này là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Nên là các bác lấy một combo thì vui lòng cộng cho em 30.000 tiền ship nhá. Các bác lấy từ 2 combo trở lên này. Mọi người lưu ý cho em là lấy từ 2 combo tương đương với 6 cây trở lên thì em sẽ bao ship cho mọi người ạ. Đây. Cây thì thi thoảng em nhấn mạnh với mọi người một chút này. Thi thoảng nó sẽ hơi bị xước lá một chút như này nhá, chứ không phải là cây đẹp mướt mát 100% đâu. Đây, tình trạng này. Cái này là do cái dây thép nó cọ vào thôi. Do cái dây thép treo cây nó cọ vào thôi, chứ còn không có hàng thối. Không có hàng thối nhá mọi người nhá. Đấy là em lưu ý với các bác một chút. Còn đây em lấy cho mọi người xem cái bảng màu hoa của nó này. Có rất là nhiều màu đẹp luôn nhá. Đây là cái bảng màu của nó này. Thêm một cái màu vàng nữa. Cái màu vàng lông gà non ạ. Đây, màu vàng của nó đây, màu vàng chanh. Hay còn gọi là vàng lông gà non nhá. Nên là khi mà các bác đặt hàng thì mọi người cứ nói rõ cái màu hoa mà các bác muốn nhá, em sẽ lựa cho mọi người. Còn cái đai châu này của nhà em thì em bảo hành cho các bác 100% trong năm nay sẽ có hoa. Trung bình một cây này, em quay kỹ cho mọi người nhá, trung bình một cây thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá cho một cây nhá. Cái hàng này thì các bác trồng chậu cũng được, mà mọi người bóc ra để ghép lũa cũng được nhá. Đó. Lưu ý với các bác là hàng nó không đẹp mướt mát 100%, nhưng mà nó không phải là xấu, nó lỗi không đáng kể thôi. Nó chỉ hơi xước xước một tẹo này. Hoặc là đây. Như thế này thôi nhá. Không có cắt lá, không có thối ngọn. Cây đang phát triển cực kỳ tốt luôn ạ. À.